un monde virtuel et différent. Xin chào các bạn, sau đây là thí nghiệm xác định tần số cộng hưởng trong ống. Và chúng ta đến các dụng cụ trong thí nghiệm này. Thứ nhất là ống. Ống có hai lỗ và được gắn lên thước để đo chiều dài và vị trí đặt micro. Và chúng ta được thấy là đây là hai thiết bị ống để cố định ống. Và sau đây là microphone di động. Microphone dùng để xác định vị trí bụng và nút sóng dừng trong ống bằng cách di chuyển vị trí của microphone. Và microphone được kết nối với dao động kế hoặc bộ khuếch đại âm ni để biểu diễn dạng sóng âm. Và tiếp theo chúng ta sẽ được đến với piston. Piston di động. Piston được dùng để thay đổi chiều dài ống cộng hưởng bằng cách di chuyển vị trí của nó. Và đây là loa để phát ra âm thanh như chúng ta đã thấy. Và giờ chúng ta sẽ đến với đồng hồ đo mức âm thanh, bao gồm một đồng hồ đo tương tự cho thấy một tiếng động mạnh hoặc yếu. Thang điểm thì từ 0 đến 10 đơn vị, được trang bị máy đo mức âm thanh để khuếch đại tín hiệu microphone để nó có thể được nhìn thấy trên máy hiện sóng, hoạt động với một pin 9V. Và đây là vòng đóng mở lỗ. Chúng ta đang đến hai vòng đóng mở lỗ này. Một cặp lỗ hỏng trong ống được sử dụng để điều tra tác động của đóng cửa và lỗ mở trong ngạc cụ. Khi thực hiện các thí nghiệm khác có thể được phủ với các lỗ ở gần vòng. Và sau đây chúng ta đến với máy phát âm tần. Thì nút này chúng ta sẽ để ở vạch 1 là để ở dạng sóng hình sin. Và như lúc này chúng ta sẽ để ở trạng thái tần số sẽ phát cực đại sẽ là 100. Đây nút này chúng ta sẽ để ở giới hạn tối đa của nguồn phát ra là 800 mV. Và lúc này thì chúng ta sẽ để ở 1/2 cực đại, tốc độ cực đại của nó. Và lúc này chúng ta thay đổi tần số, trong khi quan sát thí nghiệm chúng ta thay đổi tần số để phát hiện ra hiện tượng cộng hưởng và ụng sóng. Và sau đây chúng ta sẽ làm thí nghiệm. Sau đây chúng ta sẽ để chiều dài ống ở vị trí 10 cm. Piston sẽ được di chuyển vào vị trí 10 cm. Đúng, vị trí piston đã đến vị trí 10 cm. Và sau đây chúng ta sẽ thay đổi từ từ tần số của máy phát âm tần để xem mức cường độ âm phát ra chỗ nào là sẽ là mạnh nhất. Chúng ta phải di chuyển từ từ để phát hiện ra sự thay đổi đó. Như chúng ta đã thấy, ở vị trí 7,1, mức âm phát ra sẽ là lớn nhất. Chúng ta tiếp tục tăng tần số thêm, sẽ thấy âm phát ra sẽ bị giảm dần. Và chúng ta chấp nhận kết quả 7,1 là mức cường độ âm và cũng là vị trí của bụng sóng. Chúng ta sẽ tiếp tục thí nghiệm với chiều dài ống sẽ là 20 cm. Piston sẽ lại di chuyển về vị trí 20 cm. Đúng. Và piston có đến vị trí chiều dài và chiều dài của ống bây giờ hiện tại đang là 20 cm. Chúng ta tiếp tục khảo sát thí nghiệm, tăng từ từ tần số. Và như chúng ta đã thấy, ở vị trí 4,2, mức cường độ ống phát ra sẽ là lớn nhất. Và đây cũng là một vị trí ở bụng sóng của chiều dài ống là 20 cm. Và chúng ta tiếp tục thí nghiệm với chiều dài ống sẽ là 30 cm. Piston lại di chuyển đến vị trí 30 cm. Hiện tại chiều dài của ống đang là 30 cm. Chúng ta tiếp tục khảo sát, tăng từ từ tần số. Thank you.
Như vậy chúng ta thấy mức tần số là ở mức tần số là 2,9 Hz. Mức cường độ âm phát ra sẽ là cao nhất và cũng chính là vị trí của một bụng sóng với chiều dài ống là 30 cm.